là một trong những hợp tác xã điển hình của tỉnh Long An trong sản xuất rau an toàn tự nhiên. Hợp tác xã rau sạch hữu cơ Khôi Nguyên, ấp 5 xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đang dần khẳng định thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, rau củ quả sạch của hợp tác xã này hiện nay chủ yếu cung cấp cho thị trường ở một số huyện lân cận trong tỉnh Long An. Còn thị trường rộng lớn thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác xã này đang gặp khó khăn trong việc cung cấp sản phẩm bởi vấn đề bảo quản sản phẩm khi vận chuyển đi xa. Hiện tại, những điểm bán hàng tại Long An của hợp tác xã Khôi Nguyên mới được trang bị những chiếc tủ đơn sơ như thế này để bảo quản sản phẩm. Trong khi đó, với các doanh nghiệp đang và muốn làm về xuất khẩu các loại rau củ quả, thì bảo quản sau thu hoạch là bài toán lớn khó giải hiện nay. Đây có thể nói là khó khăn chung của nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông sản. Theo các chuyên gia, tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản ở các nước đang phát triển là khoảng từ 20 đến 30%. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, tại Việt Nam, tổn thất sau thu hoạch đối với cây có hạt là khoảng 10%, đối với cây có củ là 10 đến 20%. Rau quả là 10 đến 30%, tương đương với khoảng 2 triệu tấn rau quả bị thất thoát mỗi năm. Điều này làm tăng giá thành sản xuất nguyên liệu và sản phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hàng hóa. Đối với trái dừa chúng tôi hiện nay chúng tôi đang bị hiện tượng chúng tôi gọi là sốc nhiệt, có nghĩa là khi trái dừa chúng tôi thu hoạch ở một cái vườn dừa nóng, chúng ta bỏ lên xe cái nhiệt độ nó sẽ thay đổi, khi chúng ta vận chuyển nó sẽ thay đổi. Thì nếu mà chúng ta vừa nóng chúng ta chuyển sang lạnh và sau đó chúng ta lại chuyển ra khỏi xe nó lại nóng và chúng ta chuyển sang lại lạnh nữa, thì nó qua những cái lần sốc nhiệt nó tạo nên cái nó làm hư sản phẩm rất là nhanh. Nhiều doanh nghiệp sản xuất ban đầu có chất lượng rất tốt, nhưng sau đó vì khâu bảo quản còn thiếu và yếu nên chất lượng nông sản không đồng đều ổn định. Điều này khiến cho những đối tác nhập khẩu mất đi niềm tin vào chất lượng sản phẩm nên rất khó trong việc duy trì việc xuất khẩu, hợp tác lâu dài với đối tác. Đúng là cái công nghệ bảo quản rất cần thiết trong cái xuất khẩu rau quả, mà hiện nay chúng ta chỉ xuất được qua đường bộ hoặc là đi bằng đường hàng không. Mà cái chi phí đường bộ, đường hàng không thì rất là lớn. Chính vì vậy là cái hạn chế cái số lượng mà xuất khẩu nông sản của Việt Nam chúng ta và làm cho cái giá thành nó tăng cao lên, khả năng cạnh tranh cũng yếu kém hơn. Có thể nói, rau củ quả là một mặt hàng tươi nên việc công nghệ bảo quản sẽ giữ một giá trị quyết định. Trong khi đó, phần bảo quản thì đa phần các doanh nghiệp Việt còn yếu, dẫn đến rất nhiều cơ hội bị bỏ qua, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Chúng ta bán ở tại kho hoặc là chúng ta bán tại cảng, cho nên đôi khi chúng ta không biết là cái hàng hóa của chúng ta đến nơi người tiêu dùng như thế này nó sẽ như thế nào. Chúng ta hàng thì nặng mà bao các thùng cạc tông thì làm thật là mỏng, thì quá trình vận chuyển nó sẽ móp méo hết, hoặc là hàng của chúng ta thì dễ hư hỏng nhưng mà lại chúng ta lại không có cái việc đai kiện bao bì cho nó thật là vững chắc. Hàng của chúng ta thì dễ bị ảnh hưởng bởi oxy hóa, bởi ánh sáng các thứ, đôi khi chúng ta lại dùng những cái bao bì rất là thô, cho nên đó là những cái mà nó sẽ gây một cái sự mất uy tín của chúng ta ở thị trường nước ngoài. Theo những chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành, công nghệ sau thu hoạch như xử lý, bảo quản, vận chuyển của Việt Nam còn lạc hậu. Các cơ sở vật chất đi kèm như kho lạnh chuyên dùng, thiết bị rửa, nơi phân loại, buồng ủ chính thường chưa được các doanh nghiệp đầu tư triệt để. Đây cũng là một trong những lý do khiến một số loại rau củ quả như chuối, vải, nhãn, thanh long, dù được sấy khô và kéo dài được thời gian sử dụng nhưng không giữ được hương vị tự nhiên. Điều này khiến tỷ lệ tổn thất nông sản cao và xuất khẩu tươi bị hạn chế. Khi chúng ta nói đến nông sản và thực phẩm hoa quả chẳng hạn, đối với xoài chẳng hạn, thì không phải là những cái chất này chúng ta không được dùng mà là chúng ta nên dùng vào lúc nào. Nếu như chúng ta dùng chỉ một ngày trước khi chúng ta thu hái thì đương nhiên là cái dư lượng nó sẽ vẫn còn ở đó. Còn như nếu chúng ta sẽ sử dụng cái trước một số ngày nhất định thì chúng ta sẽ đảm bảo được sản phẩm chúng ta không còn những cái dư lượng đó. Thì cái này nó liên quan đến những cái kiến thức mà có lẽ là chính phủ sẽ phải đóng những cái vai trò khá là lớn trong việc cung cấp cũng như là truyền bá những kiến thức này đến cho người nông dân để họ biết được và nắm bắt được. Ngành nông nghiệp Việt Nam thì đang có rất là nhiều người lao động và do đó nó sẽ ảnh hưởng tác động lớn đến nền kinh tế, và cũng như là chúng ta cũng nên thực hiện những cái bước này để chúng ta có thể tự hào rằng là cái này nông sản Việt Nam chúng ta có nhiều sản phẩm có thể xuất khẩu. Biện pháp thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu sản phẩm chúng ta tới người tiêu dùng bên kia họ như thế nào, thì tức khắc các bạn sẽ biết cách để ứng phó. Đúng ra là cái công nghệ này nó sẽ không nằm ở cái nhà sản xuất, cũng không nằm ở cái nhà phân phối, mà nó nằm cái bước trung gian. Những cái công nghệ chúng ta nắm bây giờ là nó còn lạc hậu rất là nhiều so với các nhà cung cấp mà tầm cỡ trên thế giới. Về mặt công nghệ tôi nghĩ rằng là không phải là vấn đề đối với Việt Nam. Vấn đề cái chính yếu là cái yêu cầu từ phía khách hàng như thế nào. Và thứ hai nữa là họ
có sẵn sàng trả giá cho các cái hoạt động đó hay không, để trên cơ sở đó các doanh nghiệp có thể đầu tư vào, có thể là nâng cao cái chất lượng của mình.